Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 2553, thế giới cỡ nhỏ. Lúc trước ở trong ma pháp trận, tà khí xung quanh quá nặng, không quan sát kỹ, nhưng hiện tại lại có thể cảm thấy rõ ràng sự khủng bố của thủy tinh này, năng lượng ẩn chứa trong đó quả thực nồng đậm tới đáng sợ, cho dù là thất diệu tinh thạch so với thứ này, cũng chẳng khác gì lửa nến và trăng sáng. Giống như trong thủy tinh áp suất lực lượng của một thế giới. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? thạch phong không khỏi tò mò ấn mở ra xem theo thạch phong ấn kiểm tra ma văn thủy tinh màu xám số liệu biểu hiện ra toàn là không biết thậm chí ngay cả tên cũng không có không thể đọc được à thạch phong càng hiếu kỳ hơn lập tức mở ra toàn tri chi nhãn để kiểm tra vật phẩm không như vũ khí trang bị bình thường rất ít xuất hiện tình huống không thể đọc được không phải lai lịch của vật phẩm quá lớn thì chính là vật phẩm đã hoàn toàn hư hao ngay cả sửa chữa phục hồi cũng không làm được toàn tri chi nhãn mở ra, cột độc cũng hiện ra. 22 giây, vật phẩm lợi hại quá. Thạch Phong nhìn cột dẫn dắt mà ma văn thủy tinh màu xám cần để đọc, hai mắt không khỏi sáng lên. Giám định vật phẩm cấp sử thi cũng chỉ là hơn 10 giây mà thôi, ma văn thủy tinh màu xám trước mắt lại cần tới 22 giây, chứng tỏ trình độ quý giá là hơn cả vật phẩm cấp sử thi. Có điều nghĩ một chút liền thấy cũng đúng, có thể làm hạch tâm ma pháp trận phong ấn toàn bộ thạch trảo sơn mạch, Tất nhiên không thể là vật bình thường, dẫu sao muốn tà khí lan ra toàn bộ Thạch Trảo Sơn mạch, phải biết rằng ma pháp trận phòng ngự thủ hộ một tòa thành thị đều cần hạch tâm năng nguyên cực kỳ cường đại. Càng đừng nói là bao phủ toàn bộ Thạch Trảo Sơn mạch, do đó năng lượng mà ma pháp trận cần chính là vô cùng khủng bố. Cuối cùng sau 22 giây, số liệu biểu hiện ra của Ma Văn Thủy Tinh không còn là không biết nữa. Tà thần chi nhãn, vật phẩm này là vật tà thần chế tác để chiếm lĩnh một phương đã thông tấm trắng thế giới bên trong ẩn chứa một thế giới cỡ nhỏ bị phong ấn hoàn toàn, có thể chuyển vận ra toàn bộ lực lượng của tiểu thế giới, có điều bởi vì trang bị chuyển hoán bị phá hoại, đã không thể cung cấp ra ngoài bất kỳ lực lượng gì. Bên trong ẩn chứa một thế giới cỡ nhỏ à. Thiên tán công hội này đúng là chịu chơi, không ngờ nguyện ý dùng bảo vật như vậy để phong ấn toàn bộ thạch trảo sơn mạch. Thạch phong giới thiệu xem xong giới thiệu cũng hơi liếu lưỡi. Chẳng trách đọc bình thường thì không ra, muốn đọc được tin tức của một thế giới cỡ nhỏ tất nhiên thủ đoạn bình thường là không thể được thạch phong biết thế giới cỡ nhỏ ở trong thần vực là cực kỳ ít ỏi bởi vì có thể thế giới cả một tòa thế giới cỡ nhỏ vào trong một kiện vật phẩm cũng chỉ có những viễn cổ thần linh đó mới có thể làm được mà vật phẩm có chứa thế giới cỡ nhỏ không cái nào là không có lực lượng khủng bố hơn nữa những vật phẩm có chứa thế giới cỡ nhỏ chỉ cần bị người chơi nắm giữ đều có thể tùy tiện ra vào thế giới này tuy thế giới cỡ nhỏ không bằng những dị thế giới trong thần vực nhưng bản thân chính là tồn tại cùng trình độ với dị thế giới hơn nữa khác với dị thế giới thế giới cỡ nhỏ bị nắm giữ hoàn toàn tài nguyên bên trong là có thể bị tùy ý lấy ra không cần như dị thế giới cần người chơi tự mình nghĩ biện pháp đi kiếm đương nhiên luận tài nguyên thế giới cỡ nhỏ không thể so sánh với dị thế giới nhưng mỗi thế giới cỡ nhỏ đều tương đương với mạch khoáng công hội nắm giữ có thể định kỳ có được các loại tài nguyên hiếm có trong thế giới có điều so sánh với các loại tài nguyên, năng nguyên khoáng thạch có thể ngưng tụ trong thế giới cỡ nhỏ mới là vật phẩm quý giá nhất. Những năng nguyên khoáng thạch này đều là khoáng thạch mà thế giới cỡ nhỏ hấp thu năng lượng từ ngoại giới ngưng tụ ra, đều là tài liệu phụ trợ cực phẩm chế tác các loại vật phẩm, như là rèn vũ khí trang bị, bình thường có thể khiến xác suất thành công trang bị tấp ám kim trang bị tấp ám kim đề thăng 5%. Đều là tài liệu phụ trợ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu nhưng năng nguyên khoáng thạch lại có thể đề thăng từ 5% đến 10%, đồng thời khiến trang bị chế tạo ra có 100% kèm theo hiệu quả năng lượng phòng hộ, mà 100% vũ khí chế tạo ra đều kèm theo hiệu quả năng lượng kiên nhận. Hiệu quả năng lượng phòng hộ có thể khiến sắc thừa nhận của trang bị được tăng cường thứ nhất là không dễ bị phá hoại, ví dụ như hủy diệt chi lực có sức phá hoại siêu cường đối với trang bị, hiệu quả năng lượng phòng hộ có thể làm suy yếu loại hiệu quả này, đồng thời cũng có thể khiến tổn thất độ bền giảm xuống mà vũ khí kèm theo hiệu quả năng lượng kiên nhận lại tương tự có thể hạ thấp sự mài mòn của vũ khí loại hiệu quả này ở thần vực sơ kỳ thì có lẽ là người chơi không thấy gì nhưng theo cấp bậc của người chơi không ngừng đề thăng loại hiệu quả này cũng biến thành rõ ràng hơn bởi vì càng chiến đấu với quái vật lợi hại chuyện các loại chuyện vũ khí trang bị phá hoại càng bình thường nếu phẩm chất của bản thân vũ khí trang bị rất cao thì còn dễ nói nhưng nếu là cấp tinh kim trở xuống gặp phải quái vật gặp phải Đánh xong một trận là vũ khí trang bị báo hỏng cũng không có gì lạ. Chính bởi vì vậy, ở trong thần vực cấp bậc của người chơi càng cao, nhu cầu đối với vũ khí trang bị cũng càng lúc càng lớn, không phải bởi vì mọi người không ngừng quét phó bản hoặc là chế tác vũ khí trang bị, khiến vũ khí trang bị trong thần vực xuất hiện trạng thái bảo hòa. Loại chuyện này ở trong 10 năm sau của thần vực là chưa từng xuất hiện, bởi vì cho dù là vật phẩm cấp sử thi cũng sẽ bị hủy diệt cho nên các công hội lớn mới muốn bồi dưỡng người chơi sinh hoạt của riêng mình nhất là người chơi sinh hoạt biết chế tác vũ khí trang bị bởi vì càng đến về sau lượng nhu cầu của công hội đối với vũ khí trang bị lại càng cao có đôi khi thậm chí vì một hồi chiến đấu cần chuẩn bị một đống vũ khí trang bị mới bằng không chiến đấu đến một nửa sẽ bởi vì vũ khí trang bị toàn bộ báo hỏng mà không thể chiến đấu nữa mà vũ khí trang bị năng nguyên khoáng thạch chế tạo ra có thể giảm miễn hao tổn của vũ khí trang bị trên diện rộng có thể tiết kiệm được không biết bao nhiêu tiền và tài liệu cho các công hội lớn ở trên thị trường chỉ cần xuất hiện năng nguyên khoáng thạch đều sẽ bị tranh mua hết các công hội lớn việc vì vậy mà tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm tư muốn có được đáng tiếc năng nguyên khoáng thạch vô cùng hiếm có thậm chí ở trong thần vực đại lục là không có chỉ có ở những dị thế giới không ổn định mới có thể có được đời trước các công hội lớn vì có được năng nguyên khoáng thạch tranh đoạt dị thế giới là chưa từng dừng lại có thể có một thế giới cỡ nhỏ ổn định lại có năng nguyên khoáng thạch loại chuyện này đối với các công hội lớn mà nói thì giống như nằm mơ vậy thạch phong biết đời trước cũng chỉ có mấy công hội siêu cấp và công hội siêu nhất lưu mới từng có thế giới cỡ nhỏ cho nên mấy thế lực siêu cấp này trên công đánh phó bản đoàn đội và công đánh bóp giả ngoại là mạnh hơn công hội khác rất nhiều hiện tại trong tà thần chi nhãn trước mắt kèm theo một thế giới cỡ nhỏ sao có thể không khiến thạch phong cảm thấy kích động thậm chí thạch phong cũng có chút cảm kích thiên tán công hội nếu không phải vì phong ấn thạch trảo sơn mạch chỉ sợ cũng sẽ không lấy ra vật phẩm quý giá như vậy nếu thiên tán công hội trực tiếp lấy ra tà thần chi nhãn hoàn chỉnh để tiến hành giao dịch đổi lấy thạch lâm tiểu trấn chỉ sợ hắn đã trực tiếp đáp ứng rồi căn bản không cần phải công chiếm như bây giờ có điều nếu thiên tán công hội thật sự biết giá trị của tà thần chi nhãn sợ rằng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy không biết chiến thần điện có thể sửa chữa không thạch phong nhìn tà thần chi nhãn trong tay không nhịn được có chút kích động nói tuy tà thần chi nhãn đã hư hao nhưng đây là có thể sửa chữa phục hồi loại chuyện này đối với chiến thần điện đã quen thuộc với tà thần điện mà nói chắc vẫn có chút khả năng nghĩ đến đây thạch phong cũng cất tà thần chi nhãn đi lập tức kiểm tra vật phẩm rơi ra khác lần này tà ma truyền kỳ và tà thú truyền kỳ rơi ra đều không tồi tổng cộng có ra hai kiện trang bị trưởng thành cấp sử thi, một kiện là y phục hệ ma pháp, một kiện là hộ thối, PS nẹp ống chân của MT, ngoài ra đều là trang bị ám kim và tinh kim cấp 70 trở lên. Đối với người chơi hiện tại mà nói, cấp bậc là quá cao, căn bản không thể trang bị. Về phần trong vật phẩm rơi ra, còn có một viên tà thần thủy tinh, có thể nói là niềm vui bất ngờ, ngoài ra kích sát rất nhiều tà ma, tà năng thủy tinh cũng có thu hoạch lớn, có khoảng hơn một vạn viên, chỉ là sau này bán đi cũng sẽ là một món tài phú lớn có điều thạch phong cũng không định bán ra mà là chuẩn bị đề thăng tà thần thạch bi bởi vì sự tồn tại của tà thần thạch bi khiến đấu kỹ trường của linh dực có phòng chiến đấu cao cấp chính bởi vì vậy đấu kỹ trường mới được hoan nghênh như vậy đáng tiếc phạm vi tà thần thạch bi có thể bao phủ rất có hạn cũng chỉ có mấy phòng chiến đấu cao cấp khiến rất nhiều người chơi cao thủ đều từ bỏ chờ đợi sức hút vô cùng có hạn nếu có thể khiến phòng chiến đấu cao cấp gia tăng như vậy sức hút đối với người chơi cao thủ cũng sẽ có được đề thăng trên diện rộng mượn điều này để lôi kéo nhiều người chơi cao thủ hơn cũng không phải là không thể hiện giờ hắn có hơn một vạn viên tà thần thủy tinh hoàn toàn có thể khiến tà thần thạch bi lại đề thăng lập tức thạch phong để một số vũ khí trang bị và tài liệu vào kho hàng trực tiếp sử dụng quyển trục truyền tống công hội truyền tống tới thạch lâm tiểu trấn tinh nguyệt vương thành thạch lâm tiểu trấn sau khi đại chiến của linh dực và thiên tán kết thúc toàn bộ tinh nguyệt vương quốc đều lâm vào chấn động không ai ngờ lại là kết quả như vậy thiên tán bại lui chủ lực của công hội cơ hồ bị phế thậm chí rất nhiều thành viên công hội đến bây giờ vẫn chưa thể đăng nhập vào thần vực mà hắc thủy công hội cùng tham chiến cũng tổn thất thảm trọng chiến tích kinh người này khiến thanh danh và uy vọng của linh dực công hội ở tinh nguyệt vương quốc cũng đạt tới tới đỉnh phong các thế lực lớn của tinh nguyệt vương quốc bất kể là ngoài sáng hay tới tối đối với linh vực công hội hiện tại chỉ có kính sợ và kiên kỵ mãnh liệt không nói ba con bắp pha lao chỉ là mấy trăm nổ cung xa loại nhỏ phối hợp với ma pháp trận phòng ngự di động chiến lược này không phải là trò đùa chỉ dựa vào điểm này linh vực công hội trên vũ khí chiến tranh đã đứng vào hàng đỉnh phong của tinh nguyệt công hội khác của tinh nguyệt vương quốc căn bản là không thể bằng được nếu không phải công hội như thiên tán công hội có thể khống chế tà ma lại có tập đoàn tài chính lớn chống đỡ ở trong Tinh Nguyệt Vương Quốc đúng là không có công hội nào có thể tạo thành uy hiếp đối với Linh Dực. Trong đại sảnh ở nơi đóng quân của Linh Dực, một luồng sáng lấp lánh, Thạch Phong xuất hiện ở điểm truyền tống công hội. Lúc này trong đại sảnh công hội vô cùng náo nhiệt, có thể nhìn thấy không ít quân dự bị tinh anh thế hệ mới của công hội đều đang hưng phấn chờ nhận nhiệm vụ công hội ở khu nhiệm vụ. Những quân dự bị tinh anh thế hệ mới này đều vừa rời khỏi trấn nhỏ trấn nhỏ không lâu, thông qua khảo hạch người mới không lâu tuy cấp bậc không cao, trung bình cũng chỉ khoảng cấp 20, nhưng đều là người chơi có trình độ thiên phú không tồi, trong đó còn có một số người trẻ tuổi thiên phú dị bẩm. Thạch Phong nhìn một cái, thậm chí còn nhìn thấy mấy vị cao thủ hàng đầu thanh danh vang dội ở tinh nguyệt vương quốc đời trước. Ví dụ như truy ảnh giả, xếp trong top 10 trên bảng chiến lược nghề nghiệp thích khách của tinh nguyệt vương quốc, còn có huyết vũ y cựu xếp trong top 20 của thần dụ giả, lạc y y trong đờ ruôi có thể tấn thăng thành nghề nghiệp bậc 4. Đây đều là nhân tài mà các công hội lớn khó cầu, không ngờ đời này đều gia nhập linh dực công hội. Lần đại chiến này đúng là quá lợi hại, đáng tiếc cấp bậc của ta quá thấp, căn bản không có cơ hội tham gia đại chiến đỉnh phong như vậy, nếu cấp bậc của ta cao hơn một chút, nói không chừng cũng có cơ hội tham gia trận đại chiến có một không hai này rồi. Một vị nam tử trẻ tuổi mặt pháp bào màu xám bạc nhìn video đại chiến được phát lại trong đại sảnh công hội, vẻ mặt không khỏi đầy hướng tới. Muốn tham gia đại chiến như vậy, nào có dễ dàng, ít nhất cũng phải tấn thăng thành tinh anh mới có cơ hội, hiện tại chúng ta chỉ là tinh anh dự bị, muốn trở thành tinh anh chân chính của công hội vẫn còn xa lắm, chỉ là cống hiến công hội cũng không biết còn thiếu bao nhiêu, càng đừng nói khảo hạch thực lực tấn thăng tinh anh. Nam tử tinh tráng mặc áo giáp lắc đầu. Quân dự bị tinh anh chỉ là vì công hội nhìn trúng tiềm lực của bọn họ mà thôi, nhưng tiềm lực lại không có nghĩa là thực lực, nếu trong thời gian nhất định không đạt được yêu cầu của công hội vẫn sẽ bị đá ra khỏi quân dự bị tinh anh, từ một thành viên bình thường chậm rãi tấn thăng. Hơn nữa theo sức ảnh hưởng của linh vực công hội càng lúc càng lớn, người chơi gia nhập cũng càng lúc càng nhiều, yêu cầu đối với thành viên tinh anh cũng càng lúc càng cao dẫu sao tài nguyên của công hội là có hạn, không thể cho tất cả mọi người đều được hưởng nhiều tài nguyên, chỉ có cao thủ và tinh anh của công hội mới có tư cách như vậy. Thế thì có gì đâu, tinh anh của công hội hiện tại cũng chỉ sớm gia nhập linh vực công hội hơn chúng ta mà thôi, chỉ cần cho ta đủ thời gian, trở thành thành viên chủ lực trong công hội cũng không phải là vấn đề. Thiếu nữ thanh tú mặc áo da đen xì, dáng người thước tha, mặc như trứng ngỗng đứng ở bên cạnh chu miệng, lập tức lại nhìn về phía Thạch Phong trong video chiến đấu, rất tự tin nói. Các ngươi cứ chờ xem. Ở bên cạnh hội trưởng sớm muộn gì cũng sẽ có thân ảnh của ta. Ngươi đúng là ảo tưởng quá rồi, ngươi không nhìn theo ở bên cạnh hội trưởng là ai à, hỏa vũ đoàn trưởng và phó hội trưởng đều là người có thể so sánh với cao thủ hàng đầu trong công hội siêu cấp đấy mọi người không khỏi ném tới ánh mắt nghẹn lời chỉ là vừa nói như vậy liền bị thiếu nữ thanh tú này hung tợn lườm cho một cái thanh âm của những tin anh dự bị này không nhỏ cho dù là người chơi bình thường đứng cách mấy chục mét cũng đều nghe thấy càng đừng nói là người chơi có thể chất siêu phàm như thạch phong đối với điều này thạch phong cũng chỉ lắc đầu bật cười không ngờ hội trưởng hắn ở trong công hội còn có hiệu quả xúc tiến nỗ lực đề thăng như vậy. Có điều nhìn những thành viên quân dự bị tinh anh này, cũng khiến Thạch Phong cảm thấy đích xác là cần thiết phải khuếch trương một chút, lúc trước bởi vì nội tình của công hội hơi mỏng, tài chính và tài nguyên đều là vấn đề, cho nên danh ngạch quân dự bị tinh anh cũng vô cùng có hạn. Hiện giờ đánh một trận quyết thắng với thiên tán công hội, quân chủ lực của thiên tán công hội cơ hồ đã bị toàn diệt, mà công hội cũng lâm vào tê liệt, có thể nói thiên tán đừng nói với chiến đấu với linh dực bọn họ, chỉ là có thể tiếp tục sinh tồn ở thần vực hay không cũng là một vấn đề. Đã không có bi hiếp và băng khoăn ở phương diện này, cộng thêm sau trận chiến này, lợi nhuận của linh dực công hội cũng nhiều đến kinh người, trước tiên không nói vật phẩm tà ma rơi ra, chỉ là vũ khí trang bị kích sát người chơi rơi ra cũng là một khoản khổng lồ, đủ cho linh dực công hội tiến hành mấy lần khoách chiêu, PS mở rộng chiêu mộ. Mà lần khoách chiêu này, hắn định xuống tay với vương quốc xung quanh từ trong vương quốc xung quanh hấp thu cao thủ có tiềm lực dẫu sao trận chiến này của linh dực chính là kinh thiên động địa không chỉ là người của tinh nguyệt vương quốc biết đến vương quốc xung quanh khác cũng biết một chút dẫu sao lúc trước thiên tán công hội chính là nắm giữ cổ nham thành sớm đã được người chơi của các nước xung quanh biết đến hiện tại thiên tán bị linh dực triệt để đánh tan tất nhiên cũng giúp người chơi ở các nước xung quanh biết tới linh dực nhiều hơn linh vực công hội bọn họ hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, tuyển nhận rất nhiều cao thủ tinh anh để đề thăng tiềm lực và thực lực của công hội. Nghĩ đến đây, Thạch Phong phát ra tin tức cho Thủy Sắc Sắc Vi, bảo nàng phái người đi làm chuyện này. Về phần bản thân hắn thì tới đấu kỹ trường của Thạch Lâm Tiểu Trấn. Sau khi trận chiến với thiên tán kết thúc, Thạch Lâm Tiểu Trấn cũng triệt để yên ổn, người chơi hội tụ đến Thạch Lâm Tiểu Trấn cũng càng lúc càng nhiều, trong đó không thiếu cao thủ của các công hội lớn và rất nhiều cao thủ tự do của tinh nguyệt vương quốc. Thông qua trận đánh ở ngoài Thạch Lâm Tiểu Trấn, mọi người đã ý thức được rõ một việc. Đó chính là người chơi cũng có thể chống lại vũ khí chiến tranh, nhưng cần thực lực đủ cường đại mới được, mà muốn đề thăng thực lực, chắc chắn tấn thăng thành nghề nghiệp bậc 2 là cách nhanh nhất, vũ khí trang bị thì còn dễ nói, nhưng muốn tấn thăng nghề nghiệp bậc 2 lại có yêu cầu quá cao đối với trình độ kỹ thuật của người chơi mà muốn cấp tốc đề thăng kỹ xảo chiến đấu, tới đấu kỹ trường của Thạch Lâm Tiểu Trấn chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Tuy cũng có thể sử dụng tháp thí luyện để đề thăng, nhưng sử dụng một lần chính là một viên ma thủy tinh, tiêu hao này không phải là ai cũng có thể chịu được. Lúc này Thạch Phong đi vào trong đại sảnh của đấu kỹ trường, quả thực là kín người hết chỗ, cao thủ của các công hội lớn đều ước chiến với nhau, để đề thăng kỹ xảo chiến đấu, thậm chí còn treo thưởng ước chiến, phàm là người chơi có thể chiến thắng đều sẽ nhận được phần thưởng khiến nhiều người chơi hơn đều tham dự mà được hoan nghênh nhất ở đấu kỹ trường chắc chắn là phòng chiến đấu cao cấp bởi vì phòng chiến đấu cao cấp có thể giúp người chơi đề thăng độ hoàn thành kỹ năng độ hoàn thành kỹ năng càng cao quy lực của kỹ năng sử dụng ra lại càng lớn cái này có thể nói là thủ đoạn trực quan nhất để đề thăng thực lực có điều số lượng phòng chiến đấu cao cấp quá ít cho dù NPC quản lý chu đế thu phí rất cao, đạt tới nửa tiếng bốn viên ma thủy tinh vẫn là cung không đủ cầu. Hiệu quả tốt tới thực sự vượt xa sức tưởng tượng của Thạch Phong. Có thể nói ma thủy tinh mà đấu kỹ trường kiếm được trên trình độ rất lớn là nhờ có phòng chiến đấu cao cấp. Sau khi một đợt người chơi sử dụng si phòng chiến đấu cao cấp, Thạch Phong cũng thu hồi tà thần Thạch Bi. Sau khi Thạch Phong thu hồi tà thần Thạch Bi, cũng lập tức dẫn tới một trận xung sao ở đấu kỹ trường. Tình huống gì thế? Không cho sử dụng phòng chiến đấu cao cấp nữa à? Ta vất vả lắm mới xếp hàng xong, không ngờ lại không cho sử dụng, thế không phải là đùa người ta à? Những các người chơi muốn sử dụng phòng chiến đấu cao cấp đều kêu la ầm ĩ. Mà rất nhanh mọi người cũng có được câu trả lời của NPC, phòng chiến đấu cao cấp cần update, xin mọi người chờ một chút, mới khiến mọi người an tĩnh lại một chút. Hệ thống, kiểm tra được trên người người chơi có hơn một vạn viên tài năng thủy tinh, người chơi có nguyện ý tiêu tốn một vạn viên tà năng thủy tinh để tấn thăng tà thần thạch bi hay không thạch phong cầm tà thần thạch bi hơi kinh ngạc lúc trước đều là hắn khống chế để tà thần thạch bi hấp thu nhưng lần này hắn vừa cầm tà thần thạch bi không ngờ lại có hệ thống đến hỏi có điều thạch phong cũng không nghĩ quá nhiều trực tiếp ấn đồng ý trong tàn thất yên tĩnh theo thạch phong ấn đồng ý hóa một vạn viên tà năng thủy tinh tà thần thạch bi tức khắc bắt đầu biến to vốn chỉ bằng một cái chậu rửa mặt dần dần biến cao 2-3 mét, thần văn và đồ án khắc trên bia đá cũng dần dần biến thành rõ ràng hơn. Theo thần văn và đồ án trên bia đá càng lúc càng hoàn thiện, thần uy phát ra cũng càng lúc càng mạnh, cho dù Thạch Phong là nghề nghiệp bậc hai cũng biến thành không thể động đậy, giống như thời gian bị đóng băng vậy, chỉ có tư duy là vẫn đang hoạt động. Sau khi kéo dài hơn 10 giây, thần uy tản đi, toàn bộ bia đá cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bi đá vốn có màu xám đậm trực tiếp biến thành màu trắng bạc ma lực xung quanh cũng không kìm được mà ngưng tụ về phía tà thần thạch bi độ nồng đậm ma lực rất cao thậm chí hình thành cả xương trắng mờ mờ hơn nữa xương trắng này còn dần dần lan ra ngoài một mực bao phủ toàn bộ tàn thất ma lực này là sao vậy thạch phong đứng trong xương trắng trong lòng khiếp sợ không sao diễn tả được bình thường mà nói độ nồng đậm ma lực có thể hình thành xương trắng sẽ khiến người chơi cảm thấy vô cùng dễ chịu đầu óc cũng biến thành bình tĩnh chưa từng có. Nhưng lúc này sương trắng lại hoàn toàn khác, đừng nói là hình thành tư duy bình tĩnh, chỉ là đứng ở trong sương trắng cũng cảm thấy nặng nề chưa từng có, giống như có thứ gì đó đè ở trên người vậy, tinh thần mệt mỏi không sao diễn tả được, giống như khí cầu chứa khí đột nhiên bị trút thủy ngân vào. Căn bản là không thể thừa nhận được loại năng lượng vô cùng nặng nề này, tùy thời đều sẽ khiến tinh thần sụp đổ. Có điều Thạch Phong vẫn sốc lại tinh thần, muốn kiểm tra kỹ tà thần thạch bi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ba trong các mảnh vỡ của tà thần thạch bi, tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết. Hư huyễn không gian, sau khi sử dụng có thể ở trong phạm vi bán kính 200m hình thành hư huyễn không gian, phàm là người chơi tiến vào trong hư huyễn không gian, hư huyễn không gian sẽ hình thành một sinh vật hư ảo giống hệt chiến đấu với người chơi, cao nhất có thể đạt tới cấp ám kim, thời gian duy trì 50-10 phút. Thời gian cung đao 60 phút. Có thể tiến hóa, cần một viên tà thần thủy tinh. Tà thần giới vực, hình thành lĩnh vực tự thành một xung quanh bia đá, trong lĩnh vực sau khi mở ra sẽ sẽ một không gian mini hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, tốc độ thời gian chỉ bằng một phần hai ngoại giới, độ nồng đậm ma lực trong không gian là gấp ba ngoại giới, không gian này cứ cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện sinh vật hư ảo. Mỗi khi đánh bại một cốt sinh vật hư ảo, độ nồng đậm ma lực trong không gian sẽ đề thăng, nếu bị sinh vật hư ảo kích sát, kích sát cũng sẽ bị thương, Người chơi trong 6 tiếng không thể đăng nhập vào thần vực, có thể tiến hóa, cần 3 viên tà thần thủy tinh. Vật tà thần chế tác, có thể thông qua hấp thu tà năng chi lực để sửa chữa phục hồi thần văn bên trong, muốn tấn thăng cần 20 vạn viên tà năng thủy tinh. Tà thần thạch bi này cũng quá trâu rồi. Cho dù là vật phẩm cấp truyền thuyết khác cũng không có loại lực lượng này. Thạch Phong nhìn thuộc tính mới của tà thần thạch bi, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lần đề thăng này thật sự vượt xa dự đoán của Thạch Phong. Trước tiên không nói hư huyễn không gian có thể mở rộng đến phạm vi bán kính 200m, có thể kiến tạo ra nhiều hơn, chỉ là tà thần giới vực đã là năng lực thần cấp rồi. Ở trong thần vực, bất kể là lúc nào, các thế lực lớn và người chơi đều theo đuổi hoàn cảnh ma lực cao, bởi vì ở ở dưới loại hoàn cảnh này có thể giúp người chơi luyện tập chiến kỹ tốt hơn, không đến mức luyện tập hơn 10 lần chiến kỹ cao cấp đã mệt tới không thể động đậy mà tà thần giới vực không chỉ có thể hình thành một hoàn cảnh ma lực cực cao, không ngờ ngay cả tốc độ thời gian cũng có thể chậm lại một nửa, ngôn ngoại chi ý chính là ngoại giới trôi qua một tiếng, bên trong mới trôi qua nửa tiếng, chắc chắn là tiết kiệm được không ít thời gian, nhất là đối với những người chơi thời gian không đủ. Muốn cấp tốc đề thăng trình độ chiến đấu, thành quả huấn luyện mà người khác ở ngoại giới phải mất 10 tiếng, ở trong tà thần giới vực lại chỉ cần bỏ ra 5 tiếng là đủ rồi, đây quả thực chính là thánh địa huấn luyện nếu để các thế lực siêu cấp biết, sợ rằng sẽ tới vây công. Phải biết rằng chỉ là phòng chiến đấu cao cấp hiện tại đã khiến không ít thế lực siêu cấp phải đỏ mắt, càng đừng nói là thánh địa huấn luyện chiến kỹ. Khuyết điểm duy nhất là muốn đối phó sinh vật hư ảo xuất hiện bên trong, thông qua văn tự giới thiệu, rất rõ ràng sinh vật hư ảo bên trong sẽ càng lúc càng mạnh, thời gian người chơi có thể luyện tập ở bên trong là có hạn, khi người chơi không thể chống đỡ cũng chỉ có thể rời khỏi tà thần giới vực, bằng không sẽ bị tiêu diệt, Vậy chính là thiệt to. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn không thể để cao thủ của công hội tùy tiện sử dụng. Thạch Phong nhìn giới thiệu của Tà thần giới vực, thầm cân nhắc một phen. Hiện tại linh vực công hội đúng là quá nổi bật trong thần vực rồi, nhưng cũng chưa tới mức có thể không đếm xỉa tới sự liên thủ của các thế lực siêu cấp, chỉ cần để thành viên cao thủ trong công hội tiến vào Tà thần giới vực, tin tức khẳng định sẽ bị các thế lực siêu cấp biết, dẫu sao linh vực hiện tại đã rất cường đại đủ để khiến các công hội lớn coi trọng, phái người chơi cao thủ tới ẩn nút trong công hội quả thực là chuyện hết sức bình thường. Nếu như bị các thế lực siêu cấp biết, đến lúc đó công hội vất vả lắm mới được an bình sẽ lại phải rơi vào trong vòng xoáy công hội chiến. Điều duy nhất có thể làm là để đám cao tầng hạch tâm như hỏa vũ hắc tử sử dụng nhiều hơn thì rất phiền. Muốn mở rộng cho cao thủ công hội sử dụng, trừ khi thực lực của linh vực công hội có thể tiến thêm một bước khiến các thế lực siêu cấp cho rằng linh dược công hội có tư cách nắm giữ tà thần thạch bi, có điều đây sẽ là một quá trình dài đằng đẵng. Có điều thạch phong cũng không cảm thấy mất mát gì, tuy không thể để những cao thủ của công hội hơn tiến vào tà thần giới vực, nhưng kiến tạo nhiều phòng huấn luyện cao cấp thì lại không có vấn đề. Hiện giờ tà thần thạch bi tấn thăng, đã mở rộng đến phạm vi bán kính 200 mét, nếu lại tấn thăng tiếp, phạm vi bao phủ khả năng sẽ lớn hơn, nói không chừng cả tầng đều có thể bao phủ. Đến lúc đó Quang Minh chính đại đề thăng độ hoàn thành kỹ năng và chiến lực cho thành viên công hội, thế lực siêu cấp khác cùng lắm chỉ đỏ mắt mà thôi, không đến mức liên thủ cướp đoạt, dẫu sao các thế lực siêu cấp nội tình phi phàm, cũng có thủ đoạn khác để đề thăng độ hoàn thành kỹ năng cho cao thủ công hội. Chỉ là có thể không bằng phòng chiến đấu cao cấp mà thôi. Muốn tấn thăng tiếp cần 20 vạn viên tà năng thủy tinh à. Thạch Phong nhìn điều kiện tấn thăng, khẽ nhíu mày. Điều kiện tấn thăng đúng là càng lúc càng hà khắc rồi. Chỉ là để có được một vạn viên tà năng thủy tinh, linh vực công hội đã phải kích sát gần 10 vạn con tà ma, đây còn là vì tà ma dễ rơi ra tà năng thủy tinh hơn tà thú, nhưng kỳ ngộ như vậy cũng không phải là có thể dễ dàng gặp được, càng đừng nói là thu thập 20 vạn viên tà năng thủy tinh. Không đúng, cũng không phải không làm được. Thạch Phong đột nhiên nhớ tới tà thần phân điện ở. Nơi khác có lẽ rất khó có được nhiều tà năng thủy tinh như vậy. Nhưng tà thần phân điện lại có thể làm được, dẫu sao trong cổ nham thành cũng có hơn 300 vạn con tà ma và tà thú, nếu có thể kích sát toàn bộ, cách gom đủ 20 vạn viên tà năng thủy tinh chắc cũng không xa. Nếu để các thế lực lớn ở ngoại giới và thú hoàng biết, Thạch Phong không ngờ có ý định với tà thần phân điện của cổ nham thành, sợ rằng sẽ học ba lít máu, người khác đều tránh còn không kịp, không ngờ lại dám chủ động đi tìm phiền toái. Khi Thạch Phong đang nghĩ phải đối phó tà thần phân điện thế nào, một chữ nhỏ trong giới thiệu của tà thần thạch bi lại đột nhiên hấp dẫn thạch phong hai kỹ năng này còn có thể đề thăng thêm một bước à thạch phong nhìn tà thần thủy tinh cần để đề thăng kỹ năng lập tức mừng rỡ tà thần thủy tinh là vô cùng quý giá nhưng trong tay hắn cũng không thành thị khác không cần dùng để đề thăng cường độ của ma pháp trận phòng ngự lập tức ấn để tà thần thạch bi lại hấp thu tà thần thủy tinh tức khắc tà thần thủy tinh trong ba lô của thạch phong hóa thành một đạo lưu quan chui vào trong bia đá đột nhiên bức thứ nhất trong sáu đồ án mơ hồ trên tà thần thạch bi đột nhiên biến thành rõ ràng, mà đồ án đó là vẽ một thần linh cổ đang chiến đấu với một con cửu đầu ma xà, cảnh tượng đó càng nhìn kỹ càng cảm thấy giống như lạc vào thế giới kỳ lạ, tràn ngập ma tính. Diễn luyện lý à? Thạch Phong nhìn đồ án không ngừng diễn biến, trong lòng dân lên sóng biển ngập trời. Đối với cảnh giới lý trong thần vực, tuy Thạch Phong chỉ là đi dần từng bước. Nhưng thông qua quan sát bức đồ án thứ nhất trên tà thần Thạch Bi, hắn có thể vô cùng chắc chắn, bức đồ án này là diễn luyện cảnh giới lý, hơn nữa diễn luyện vô cùng cẩn thận, khiến chỗ vẫn chưa hiểu rõ hết của Thạch Phong đối với cảnh giới lý đều có được rất nhiều lợi ích. Tà thần Thạch Bi này rốt cuộc là bảo vật gì? Lúc này Thạch Phong nhìn tà thần Thạch Bi, trong lòng không nén được tò mò. Trong thần vực tin tức đối với cảnh giới lý là đã ít lại càng ít, nếu không phải hắn có đủ kỳ ngộ, thậm chí cũng không biết cảnh giới lý là gì, giống như hắn ở đời trước, chỉ biết nhập vi tam cảnh có thể phát huy ra tiềm lực của ngũ cảm, ngoài ra chính là đề thăng độ hoàn thành của kỹ năng và học tập chiến kỹ, hoàn toàn không rõ về cảnh giới lý. Nhưng sau khi nắm giữ cảnh giới lý đã khiến Thạch Phong hiểu được, nhận thức và nắm giữ cảnh giới lý là quan trọng cỡ nào. Điều này đối với đề thăng chiến lực của người chơi chính là biến đổi về chất. Giống như cùng là cao thủ nhập vi đối chiến, một phương không biết gì về chiến kỹ, một phương khác lại nắm giữ chiến kỹ cao cấp chênh lệch chiến lực của hai bên chính là vô cùng rõ ràng, mà sau khi đạt tới cảnh giới lý, chênh lệch chiến lực này sẽ lớn hơn, bởi vì đề thăng cảnh giới lý là các mặt. Không giống chiến kỹ cao cấp sẽ chỉ đề thăng một phương diện nào đó, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, lại hoặc là thân pháp, chỉ là không tinh xảo như chiến kỹ cao cấp mà thôi. Lý giải và nắm giữ của Thạch Phong đối với cảnh giới lý hiện tại hiện tại, cho dù không có áp chế trên thuộc tính, chỉ đơn thuần đánh giáp lá cà, thạch phong cũng có lòng tin một mình đánh bại cùng lúc ba bốn cao thủ chân không cảnh cùng cấp bậc mà loại chuyện này nói ra thì chỉ sợ sẽ không có ai tin bởi vì cao thủ đạt tới trình độ như nhau cho dù là lợi hại cũng sẽ không không cao hơn bao nhiêu ba bốn người chơi cùng trình độ liên thủ chỉ có nước bỏ chạy cũng chỉ có quái vật nắm giữ vật mới có thể làm được như là vì sao công hội siêu cấp lại lợi hại chính bởi vì các công hội siêu cấp đều có truyền thừa hoàn chỉnh để bồi dưỡng cao thủ nhập vi cảnh mà công hội siêu nhất lưu chính bởi vì vậy mới một mực là công hội siêu nhất lưu loại truyền thừa này chính là căn cơ của một công hội mà truyền thừa như tà thần thạch bi chỉ là không phải truyền thừa nhập vi cảnh mà là cảnh giới lý mà thạch phong biết trong toàn bộ thần vực đúng là không có truyền thừa về cảnh giới lý trình độ quý giá là không cần nghĩ cũng biết tuy bức đồ án thứ nhất trên tà thần thạch bi chỉ diễn luyện cơ bản của cảnh giới lý cũng chính là vận dụng đối với lực lượng của bản thân nhưng cũng vô cùng quý giá. càng đừng nói tà thần thạch bi về sau còn có mấy bước nữa, chỉ cần bỏ sức ra để sửa chữa phục hồi, sớm muộn gì cũng có thể tu bổ nốt mấy bước đồ án khác. chỉ cần tu bổ hết đồ án, nói không chừng có thể có được hoàn chỉnh hoàn chỉnh của cảnh giới lý. chỉ là nghĩ một chút thôi cũng khiến thạch phong không nhịn được mà có chút kích động rồi. nếu thực sự đúng như hắn nghĩ, như vậy linh vực công hội đã có căn cơ để trưởng thành làm công hội siêu cấp. Cho dù căn cơ này khác với công hội siêu cấp khác, nhưng hắn cũng không cho rằng căn cơ này là kém hơn căn cơ của công hội siêu cấp khác, dẫu sao chưa từng thấy trung cực của cảnh giới lý, đạt tới mức nào thì không ai biết. Hơn nữa hắn còn có ưu thế mà công hội siêu cấp khác không có, đó chính là hắn ít nhiều cũng biết làm thế nào để huấn luyện đề thăng cảnh giới lý, mà công hội khác thì lại không biết huấn luyện đề thăng cảnh giới lý thế nào, đây chính là một ưu thế một. Theo xem xong đồ án trên tà thần thạch bi, Thạch Phong lại ấn kiểm tra tà thần Thạch Bi đã hấp thu xong tà thần Thủy Tinh. Quả nhiên tà thần Thạch Bi này là bảo vật dùng để bồi dưỡng cao thủ. Thạch Phong nhìn hư huyễn không gian đã xuất hiện thay đổi trong giới thiệu, mắt không khỏi sáng lên. Hư huyễn không gian, hiệu quả kỹ năng thứ nhất, người chơi nắm giữ tà năng Thủy Tinh ở trong bán kính 10 mét của tà thần Thạch Bi, bia đá sẽ hoàn toàn đưa tinh thần của người chơi vào đồ án trên bia đá, tiến hành chiến đấu thể nghiệm mỗi một viên tà thần thủy tinh chỉ có thể thể nghiệm một lần hoàn chỉnh. Hiệu quả kỹ năng thứ hai, sau khi sử dụng có thể trong phạm vi bán kính 200m hình thành hư huyễn không gian, phàm là người chơi tiến vào trong hư huyễn không gian, hư huyễn không gian sẽ hình thành một sinh vật hư ảo giống hệt người chơi để chiến đấu với người chơi, cao nhất có thể đạt tới cấp ám kim, thời gian duy trì 50 phút. Thời gian cung đao 60 phút. Có thể tiến hóa, cần 3 viên tà thần thủy tinh có hiệu quả thể nghiệm trực tiếp như vậy, cho dù người chơi không biết gì về cảnh giới lý, cũng có thể thông qua tinh thần dung nhập vào đồ án, mượn điều này để thể hội cảm giác chiến đấu giữa thần linh cổ và cửu đầu ma xà, cái là trực quan hữu hiệu hơn trực tiếp xem đồ án nhiều. Chỉ là tài năng thủy tinh cần cho loại thể nghiệm này thật sự có chút vượt xa dự đoán của Thạch Phong. Có điều nghĩ thấy cũng đúng, đây chính là thể nghiệm truyền thừa cảnh giới lý, hiệu quả hơn trực tiếp quan sát đồ án không biết cốt hơn bao nhiêu lần phải trả giá cao một chút cũng là rất bình thường. Xem ra phải chuẩn bị thêm tà năng thủy tinh và tà thần thủy tinh. Thạch Phong nhìn tà thần Thạch Bi, không khỏi cười khổ. Ai cũng nói sự kiện ở thần vực là họa phúc dính liền, lúc trước hắn đúng là không quá tin. Nhưng hiện tại thì hắn tin rồi. Vốn tà thần điện xuất hiện ở tinh nguyệt vương quốc là một hồi tai nạn, nhưng hiện tại xem ra cũng là một hồi kỳ ngộ, bằng không hắn thực sự không biết đi đâu tìm tà năng thủy tinh và tà thần thủy tinh, dẫu sao hai thứ này cũng chỉ có tà ma và tà thú mới rơi ra. Lập tức Thạch Phong lấy một viên tà năng thủy tinh, mở ra hư huyễn không gian muốn thử một chút. Tức khách trên tà thần Thạch Bi tử quan đại thịnh, Thạch Phong chỉ cảm thấy mình cả người giống như bị hút vào trong bia đá, sau đó cảnh tượng trước mắt cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đây là một nơi hoang cổ, bầu trời là một mảng đen kình kịch, sấm chớp đùng đùng, mà trước mắt là một con cửu đầu ma xà hình thể cao hơn 500 mét, con cửu đầu ma xà giống như một ngọn núi lớn sừng sững, tỏa ra uy thế vô cùng, chỉ là lực lượng phun hơi chỉ sợ cũng có thể diệt sát nghề nghiệp bậc năm rồi. Mà chính cái đầu rắn phân biệt trưởng quản một loại lực lượng, chính loại hợp nhất quả thực là hủy thiên diệt địa, ngay cả Thạch Phong từng chính mắt nhìn thấy người chơi thần cấp bậc 6 cũng hoài nghi không biết người chơi bậc 6 ở ở trước mặt cửu đầu ma xà liệu có thể chống đỡ được hai ba chiêu hay không. Có điều uy thế khủng bố này lại không hề có ảnh hưởng đến Thạch Phong lúc này, bởi vì thạch phong có thể cảm thấy mình giống như đang phụ thân trên người thần linh cổ chỉ là không làm được gì chỉ có thể lẳng lặng quan sát và cảm nhận mà thôi lập tức lại thấy cửu đầu ma xà triển khai thế công với thần linh cổ mà thần linh cổ đối mặt với công kích của chính cái đầu rắn thì cử kinh nhược trọng giống như chơi đùa cứ như từng chiêu từng thức đều là chiến kỹ hoàn toàn đánh ngang tay với nhiều cửu đầu ma xà hơn có số lượng và lực lượng mạnh hơn khiến thạch phong hoàn toàn đắm chìm vào bên trong. Chiến đấu kéo dài không đến 10 phút, thể nghiệm đột nhiên kết thúc, mà Thạch Phong chưa hồi thần, đã xuất hiện ở trước tà thần Thạch Bi. Lợi hại quá! Đây là cảnh giới lý chân chính à? Thạch Phong cũng không biết nên nói gì, rõ ràng đã nắm giữ cơ sở của cảnh giới lý, nhưng so với thần linh cổ ở bên trong, quả thật là một trời một vực. Nếu nói cơ sở của cảnh giới lý là 100 điểm tuyệt đối, vậy hắn cũng chỉ mới đạt tới đạt tiêu chuẩn 60 điểm, mà thần linh cổ lại có thể đạt tới hoàng mỹ 100%. Chỗ hắn cần cải thiện thực sự là quá nhiều. Điều này khiến Thạch Phong lại muốn thể nghiệm thêm một phen, đáng tiếc hư huyễn không gian mỗi khi mở ra một lần, cũng chỉ có thể thể nghiệm một lần, chỉ có chờ thời gian cung đao kết thúc mới bắt đầu lại. Có điều thời gian cung đao một tiếng, Thạch Phong có quá nhiều chuyện phải đi làm nên đành từ bỏ, hơn nửa lần thể nghiệm này khiến hắn cảm ngộ được rất nhiều, tiêu hóa hấp thu nhưng cái này cũng cần không ít thời gian, lập tức gọi chu đế tới bắt đầu an bài công tác cải biến tầng thứ bảy của đấu kỹ trường lúc trước phạm vi ảnh hưởng của tà thần thạch bi chỉ có bán kính 100 trăm m mà thôi nhưng hiện tại lại là 200 trăm m diện tích gấp 4 lần cho nên cần phải cải biến lại tầng thứ bảy cuối cùng sau khi mất hơn 20, tiết kiệm một chút không gian phòng chiến đấu cao cấp tà thần thạch bi bao phủ trực tiếp biến thành 40, so với lúc trước thì nhiều hơn 4 lần như vậy lợi nhuận sau này cũng trực tiếp đề thăng 4 lần nhưng thạch phong vẫn không thỏa mãn trực tiếp bảo chu đế đẩy giá phòng chiến đấu cao cấp mới cao hơn từ bốn viên ma thủy tinh đề thăng tới mười viên ma thủy tinh hội trưởng cái giá này sợ rằng là vượt quá cực hạn mà rất nhiều người chơi cao thủ có thể thừa nhận nếu làm như vậy có thể sẽ khiến không ít người chơi cao thủ lựa chọn từ bỏ thuê phòng chiến đấu cao cấp ưu úc vi tiếu nhìn cái giá mới thạch phong đưa ra không khỏi lo lắng nói người chơi cao thủ chính là hộ khách chủ yếu của phòng chiến đấu cao cấp Nàng một mực quản lý chúc hỏa thương hành và đấu kỹ trường của Thạch Lâm tiểu trấn, cho nên biết rất rõ tình huống thu nhập của người chơi cao thủ, lúc trước 4 viên ma thủy tinh đã đạt tới điểm mấu chốt của rất nhiều cao thủ, sử dụng phòng chiến đấu cao cấp một lần lại đòi 10 viên ma thủy tinh. Cái giá này cho dù là cao thủ trong đoàn mạo hiểm nổi danh cũng rất khó thanh toán được, hơn nữa tiêu tốn nhiều ma thủy tinh như vậy, sợ rằng người chơi cao thủ sẽ cho rằng còn không bằng tới sân thi đấu thần ma huấn luyện còn hơn. Không cần lo lắng, cực hạn chính là dùng để đột phá, hơn nửa thời gian duy trì của phòng chiến đấu cao cấp mới chính là 50 phút, không còn là nửa tiếng như lúc trước. Thạch Phong cười cười, cũng không nói gì nhiều. Bởi vì tà thần Thạch Bi sau khi đề thăng là nay đã hơn xưa, điểm này hắn lúc trước đã tự cảm nhận rồi, cho nên hiểu rất rõ. Mà theo NPC quản lý chu đế công bố giá của phòng chiến đấu cao cấp ở đại sảnh tầng 1, tức khắc khiến người chơi đang chờ trong đại sảnh đều sửng sốt. 10 viên ma thủy tinh ăn cướp à. Cái giá này mà linh vực công hội cũng dám đưa ra à, chẳng lẽ thực sự cho rằng chỉ có phòng chiến đấu cao cấp mới có thể đề thăng độ hoàn thành kỹ năng của người chơi sao? 10 viên ma thủy tinh ta đã có thể đổi một kiện trang bị không tồi rồi, hoặc là mà sân thi đấu thần ma 10 lần. Linh vực công hội cảm thấy ma thủy tinh là rau cải trắng à. Mọi người trong đại sảnh của đấu kỹ trường nhìn 10 viên ma thủy tinh biểu hiện ra trên màn hình không ít người chơi cao thủ đều cho rằng linh vực công hội là muốn ma thủy tinh tới điên rồi. Tuy hiện cấp bậc của người chơi cao, con đường có thể thu hoạch ma thủy tinh cũng nhiều hơn trước kia, nhưng số lượng ma thủy tinh vẫn rất ít ỏi, hơn nữa chỗ cần ma thủy tinh cũng biến thành nhiều hơn. 10 viên ma thủy tinh đã vượt xa phạm vi mà người chơi cao thủ có thể thừa nhận, dẫu sao bọn họ nỗ lực một ngày cũng chưa chắc đã có thể có được 10 viên ma thủy tinh, sao có thể vì luyện tập đề thăng độ hoàn thành kỹ năng một chút mà bỏ vào toàn bộ lợi nhuận của một ngày. Điều duy nhất đáng để lấy làm mừng chính là phòng chiến đấu cao cấp nhiều hơn trước kia tới 30, đối với người chơi muốn huấn luyện đề thăng độ hoàn thành kỹ năng mà nói, trên xếp hàng chờ đợi cũng thoải mái hơn không ít, dẫu sao vốn người chơi cao thủ nguyện ý thuê phòng chiến đấu cao cấp cũng không nhiều, cho dù là thuê. Cũng cách một đoạn thời gian mới đến một lần. Có điều người chơi cao thủ của các thế lực lớn lại cao mày, bởi vì thuê phòng chiến đấu cao cấp chủ yếu là người chơi cao thủ của các thế lực lớn như bọn họ tuy cái giá hiện tại bọn họ cũng trả được nhưng tiêu hao của công hội đối với ma thủy tinh sẽ lớn hơn ma thủy tinh có thể cấp cho họ cũng rất có hạn cảm thấy tốn đại bộ phận ma thủy tinh trên đây thì có chút không đáng chiến đấu với sinh vật hư ảo trong phòng chiến đấu cao cấp đích xác có thể học tập và đề thăng độ hoàn thành kỹ năng tốt hơn nhưng độ hoàn thành kỹ năng là càng đề thăng thì càng khó Hiệu quả phòng chiến đấu cao cấp có thể tạo được cũng lại càng thấp, đối với bọn họ mà nói. Hiệu quả huấn luyện một lần căn bản không đáng với 10 viên ma thủy tinh, có điều đến cấp bậc này của bọn họ, cũng không có nơi khác có thể khiến bọn họ đề thăng độ hoàn thành kỹ năng tốt hơn. Có thể nói là một vị trí rất khó xử. Chờ một chút, phòng chiến đấu cao cấp có giới thiệu mới kìa. Ngay khi mọi người đang nhao nhao nghị luận trên màn hình lớn của đấu kỹ trường cũng đưa ra quy định mới của phòng chiến đấu cao cấp. Điểm thứ nhất chính là thời gian trong phòng chiến đấu cao cấp sẽ kéo dài đến 50 phút. Điểm thứ hai chính là phòng chiến đấu cao cấp sẽ giảm một thành cho thành viên bình thường của linh dực công hội, thành viên tinh anh thì hai thành, thành viên hạch tâm ba thành. Hơn nữa công hội còn dự lưu 10 phòng chiến đấu cao cấp chuyên môn cho thành viên công hội sử dụng. Tin tức này vừa xuất hiện, mọi người trong đại sảnh lại sôi trào, mà thành viên của các thế lực lớn nhìn thành viên linh dực trong đại sảnh mà hâm mộ không thôi, đây chính là phúc lợi công hội. Phúc lợi như vậy quả thực khiến người ta hâm mộ muốn chết. Vốn là 10 viên ma thủy tinh, thành viên cao thủ hạch tâm của linh dực chỉ cần 7 viên, cộng thêm thời gian kéo dài, kỳ thật giá so với ban đầu thì không có biến hóa, hơn nữa phòng chiến đấu cao cấp cũng nhiều hơn trước kia, lại có phòng chiến đấu cao cấp chuyên dụng của công hội, sau này khi thuê phòng chiến đấu cao cấp, chỉ sợ cũng không cần xếp hàng nữa, có thể trực tiếp sử dụng. Tức khắc, một số người chơi cao thủ tự do ai nấy đều rời khỏi đấu kỹ trường, không nói hai lời chạy tới linh dực trú địa, muốn báo danh gia nhập linh dực công hội, mà rất nhiều thành viên tinh anh và thành viên cao thủ của các thế lực lớn đều biến thành có chút do dự. Mà các cao tầng công hội lớn nhận được tin tức này sắc mặt đều xanh mét. Linh dực không ngờ lại dùng thủ đoạn như vậy à. Lần này linh dực công hội thật sự là cất cánh bay cao rồi hiện giờ linh dực công hội đánh một trận mà tạo dựng địa vị tuyệt đối ở tinh nguyệt vương quốc trong tinh nguyệt vương quốc đã không có bất kỳ một công hội bản thổ nào dám đỏ sức với linh dực nữa đây chính là đại biểu ở trong tinh nguyệt vương quốc không có một công hội nào dám cướp đoạt tài nguyên của tinh nguyệt vương quốc với linh dực tất nhiên thành viên công hội cũng có thể có được nhiều tài nguyên hơn hiện tại cộng thêm phúc lợi công hội này sức hút đối với tinh anh và cao thủ của công hội bọn họ chính là vô cùng to lớn mà bọn họ lại không có sức ngăn cản trong nhất thời tin tức phòng chiến đấu cao cấp truyền ra, tinh anh và cao thủ trong tinh nguyệt vương quốc gia nhập linh vực công hội cũng càng lúc càng nhiều. Điều này khiến thủy sắc sắc vi vẫn đang sửa sang lại thu hoạch sau đại chiến cao hứng không thôi. Không đến nửa tiếng, người chơi tin anh nguyện ý gia nhập linh vực đã vượt quá 5.000 người, người chơi cao thủ lại đạt tới hơn 200 người. Số lượng này là nhiều hơn cả cao thủ nội bộ bọn họ vất vả lắm mới bồi dưỡng ra. Về phần người chơi khác thì càng không cần phải nói, số lượng đã sớm đột phá hai vạn chỉ là trách nhiệm kiểm tra cũng cần thời gian rất lâu. Tốc độ phát triển này so với dự tính của thủy sắc sắc vi thì nhanh hơn quá nhiều. Vốn thủy sắc sắc vi cho rằng sau trận chiến này, đại khái sẽ mất 2-3 ngày mới có thể hấp thu được nhiều cao thủ và tinh anh như vậy, nhưng hiện tại xem ra, trong một đoạn thời gian tương lai nói không chừng có thể khiến số lượng thành viên tinh anh của linh dực công hội đề thăng tới 25 vạn. Người chơi cao thủ đạt tới 5.000 cũng không có bất kỳ vấn đề gì có thực lực như vậy là mạnh hơn rất nhiều công hội nhất lưu chân chính khuyết điểm duy nhất chính là phạm vi phát triển của linh dực công hội không rộng lớn như công hội nhất lưu khác số lượng thành viên bình thường nhiều hơn có điều đây cũng là chuyện bất đắc dĩ yêu cầu nhận người của linh dực quá cao hơn nữa công hội nhất lưu khi thần vực mở ra đã rải lưới rộng bao phủ rất nhiều vương quốc và đế quốc vì thế không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên và tài lực mới xây dựng được cơ sở kiên cố không giống linh vực công hội chậm rãi cuộc khởi từ một thành thị, mà trong đoạn thời gian này các thế lực lớn sớm đã phát triển xong ở bản địa, thế lực khác là rất khó xâm nhập. Đối với điều này Thạch Phong cũng không ngờ lại có hiệu quả tốt như vậy. Thành viên cao thủ và tinh anh chính là điều kiện cần thiết để công hội phát triển, bởi vì công hội muốn khuếch trương ra ngoài cần nhân thủ đến quản lý và thủ hộ, không phải nói đánh hạ được là xong, không đủ thực lực thủ hộ, sau này vẫn có thể bị thế lực khác cấp công chiếm như vậy chẳng khác nào là không đánh. Còn tiêu hao rất nhiều nhân lực và tài nguyên. Hiện tại là vì thành trấn linh dực công hội trưởng quản còn ít, phạm vi bao phủ cũng hẹp, tính toán đâu ra đấy cũng mới chỉ có bốn thành trấn mà thôi, trong đó hai trấn nhỏ ở Hắc Long Đế Quốc, một thạch lâm tiểu trấn và một linh dực thành ở Tinh Nguyệt Vương Quốc, không giống công hội nhất lưu khác, trấn nhỏ nắm giữ đã sớm vượt quá mười. Phạm vi bao phủ mấy vương quốc và đế quốc, càng đừng nói thành trấn mà thế lực siêu cấp nắm giữ phạm vi bao phủ rộng thế lực tiếp xúc tất nhiên cũng nhiều cho dù linh dực mạnh hơn công hội khác hơn nữa dễ thủ khó công dựa vào sự cường đại của hắn có lẽ có thể thoải mái trấn thủ một hai thành trấn nhưng nếu chiến hỏa khắp nơi nở hoa nhiều chỗ không đủ thành viên tinh anh và cao thủ căn bản cũng không thủ được cho nên thành viên tinh anh và thành viên cao thủ của một công hội là vô cùng quan trọng hội trưởng hiện tại ngươi đang ở đâu bạch kinh tuyết đột nhiên liên hệ tới tới đây ở Thạch Lâm Tiểu Trấn, xảy ra chuyện gì à? Thạch Phong nhìn Bạch Kinh Tuyết, kỳ quái hỏi. Thạch Lâm Tiểu Trấn đột nhiên bị công kích, Thủy Sắc Sắc Phi dẫn theo không ít người đi cứu viện, mà Bạch Kinh Tuyết thì phụ trách tiếp tục phụ trợ vương quốc quân ở biên cảnh đối phó đại quân tà thú. Những đại quân tà thú này không như tà thú mà người chơi khống chế, đều do NPC của tà thần điện nắm giữ, luận cấp bậc thì rất cao. Thấp nhất cũng phải 60 trở lên, thực lực đơn thể cũng rất mạnh, phổ biến đều là cấp đầu lĩnh trở lên, cộng thêm không ít NPC bậc 3 của tà thần điện tới chỉ huy chiến sự. Nếu không có Bạch Kinh Tuyết dẫn người phối hợp với Vương quốc quân, chỉ sợ sớm đã xuyên qua khe hở phòng tuyến của Vương quốc quân, một đường ở trong tinh nguyệt Vương quốc cắn nuốt tất cả để tăng cường thực lực, sọc thẳng tới Linh Dực Thành. Số lượng tà thú bên ta bắt đầu ít đi, căn cứ vào thành viên tra xét truyền về, chắc là tà thú và tà ma thú hoàng nắm giữ đã rời khỏi, hơn nữa hiện tại đã bao vây toàn bộ thần tích viễn cổ, hơn 2.000 thành viên tinh anh và hơn 100 cao thủ đang thăng cấp ở xung quanh thần tích viễn cổ của chúng ta đều bị tiêu diệt, hơn nữa còn bắn tiếng. Linh vực công hội bị cấm thông hành, xem ra là muốn nhằm vào linh vực công hội, không cho chúng ta tiến vào thần tích viễn cổ. Bạch Kinh Tuyết đang nghe truyện trên TV Audio CV cắn răng nói. Hiện giờ thần tích viễn cổ chính là nơi tốt để các công hội lớn thu hoạch vũ khí trang bị và chiến kỹ, lại là cửa duy nhất để tiến vào viễn cổ chi thành mấu chốt nhất là viễn cổ chi thành có viễn cổ chi hồn có thể giúp cao thủ công hội tấn thăng bậc hai dễ dàng hơn nếu như bị chặt đứt chính là sẽ bị công hội khác vượt qua mà thú hoàng chơi chiêu này chỉ đơn độc khiêu khích linh vực công hội công hội khác tất nhiên vui vẻ tọa sơn quan hổ đấu nhất là linh vực công hội đã từng tiến vào viễn cổ chi thành nắm giữ một chút ưu thế công hội khác lại càng không muốn linh vực tiến vào thần tích viễn cổ nhưng phạm vi của thú nhân đế quốc chính là khu vực trung lập cho dù bọn họ nói với vương quốc quân vương quốc quân cũng hữu tâm vô lực thú hoàng này thực sự cho rằng ở khu vực trung lập thì không ai có thể trị hắn à khóe miệng thạch phong không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh trong ánh mắt mang theo một tia sát khí dám cắt đường lui của ta ta chặt hai chân của hắn ngữ khí của thạch phong lạnh như băng tuy thanh âm rất nhẹ rất nhỏ nhưng Bạch Kinh Tuyết có thể từ trong lời nói nghe ra quyết tâm và lửa giận của Thạch Phong. Hội trưởng, chúng ta không phải sẽ thực sự ra tay đi chứ. Bạch Kinh Tuyết lập tức cả kinh, cảm thấy Thạch Phong làm làm như vậy thật sự là quá gấp. Dây rất có thể là thú hoàng cố ý, mục đích chính là để chúng ta xâm nhập bản đồ trung lập, nếu thực sự để đại quân chủ lực tiến vào bản đồ trung lập, đến lúc đó sẽ không còn sự che chở của vương quốc quân, dựa vào những tà ma và tà thú cường hãn đó, hoàn toàn có thể khiến chúng ta trọng thương, từ đó làm suy yếu lực lượng của chúng ta. Áp chế thanh danh và uy vọng có được trong chiến tranh công hội. Tuy Linh Dực công hội đã đánh bại đại quân tà ma mà thiên tán công hội dẫn dắt, nhưng Linh Dực công hội chiến đấu cũng tiêu hao không nhỏ, thậm chí có thể nói là vô cùng lớn, điểm này thế lực công hội khác không rõ, nhưng nàng là phó hội trưởng của Linh Dực công hội lại không biết sao. Chỉ là hơn 10 vạn viên ma thủy tinh dự trữ sau trận chiến này đã tiêu hao tới chỉ lại một hai vạn viên mà thôi Chúc ma thủy tinh này nếu đối mặt với tà ma và nhiều hơn cường đại hơn mà nói sợ rằng rất nhanh sẽ tiêu hao hết đến lúc đó không còn sự bảo hộ của ma pháp trận phòng ngự di động kết quả có thể sẽ rất khác đối mặt với tà ma và tà thú đều từ cấp 60 trở lên phổ biến đều là cấp đầu lĩnh đối với người chơi nghề nghiệp bậc một mà nói một chọi một chưa chắc đã có thể kích sát càng đừng nói là số lượng tà ma và tà thú cấp đầu lĩnh nhiều như vậy lại thêm có tà ma và tà thú, cấp lĩnh chủ, lĩnh chủ cao cấp, đại lĩnh chủ mạnh hơn. Nếu có bắp pha lao khi chiến đấu với thiên tán, nói không chừng bọn họ còn có thể đỡ hơn một chút, nhưng vấn đề là Thạch Phong đã nói với các nàng, đây là tiêu hao phẩm, đã dùng hết trong chiến đấu rồi, căn bản không thể triệu hồi ra nữa. Như vậy lại đi gây sự với thú hoàng, không phải là hành động sáng suốt. Đương nhiên phải xuất thủ rồi. Thạch Phong gật đầu, rất khẳng định nói hơn nữa còn phải giết cho bọn thú hoàng không kịp trở tay hắn không phải không hiểu vì sao thú hoàng lại làm như vậy hiện tại trong tinh nguyệt vương quốc linh dực công hội đã giống như mặt trời ban trưa thông qua trận chiến này có được uy tín và sức uy hiếp lại thêm phòng chiến đấu cao cấp hấp dẫn người chơi cao thủ tiềm lực tương lai đã vô cùng rõ ràng lúc này không thừa dịp linh dực công hội chưa phát triển mà áp chế một chút thậm chí khiến cho thiệt hại nặng sau này sẽ biến thành càng phiền hơn cho nên mới phái ra đại quân tà ma và tà thú bao vây thần tích viễn cổ, khiến linh dực công hội không thể có được tài nguyên bên trong. Như vậy bất kể linh dực công hội xuất thủ hay không xuất thủ, đều có thể mang tới hiệu quả áp chế sự phát triển của linh dực công hội. Sợ rằng thú hoàng điều tra rõ chiến lực của linh dực sau đại chiến, dẫu sao một công hội lớn, luôn sẽ có một số tin tức bị lộ ra ngoài. Nếu đổi thành công hội khác sợ rằng đã trở nên rối rắm, không biết có nên xuất thủ hay không đáng tiếc hắn lại khác. Có lẽ hắn không có bất kỳ biện pháp nào với cổ nham thành, nhưng tà ma và tà thú ra khỏi thành thị thành lại không phải không thể chiến thắng như tưởng tượng. Ngươi lập tức thông tri cho thủy sắc, tập hợp 1.500 cao thủ ở Linh Dực Thành, tốt nhất đều là người tin tưởng được, cũng nên cho thú hoàng một chút, địa khu trung lập không phải là của một mình hắn. Thạch Phong lập tức phân phó. 1.500 người. Thế có phải là quá ít không? Bạch Kinh Tuyết nghe thấy Thạch Phong nói như vậy thì cũng có chút mơ hồ, lúc trước còn cảm thấy Thạch Phong giống như muốn sử dụng lực lượng của cả công hội để phân cao thấp với Thú Hoàng, nhưng hiện tại chỉ tập hợp 1.500 cao thủ, luôn có một loại cảm giác sấm to mưa nhỏ. Không ít, đủ rồi, tóm lại bảo mọi người mau chóng tập hợp và giữ bí mật. Thạch Phong chỉ cười thần bí, sau đó cắt đứt thông tin, lấy ra thâm viên điếu trị, trực tiếp truyền tống tới thất lạc chi trấn đã đánh dấu tọa độ, chuẩn bị tiếp nhận trấn nhỏ này trước. Thất Lạc Chi trấn là trấn nhỏ mà Văn Minh Viễn cổ lưu lại trong thần vực, mỗi một trấn đều vô cùng đặc thù, các thế lực siêu cấp đều tranh nhau cướp đoạt, tất nhiên chiếm càng sớm càng tốt. Phệ cốt chi địa, Thất Lạc Chi trấn. Thạch Phong lại trở lại Thất Lạc Chi trấn, toàn bộ trấn nhỏ cũng đổi mới một số quái vật, chỉ là chỉ không nhiều như lúc ban đầu vừa tiến vào, nhưng đối với người chơi mà nói vẫn rất nguy hiểm. Có điều Thạch Phong là không nghĩ những mở ra tật phong lĩnh vực trực tiếp chạy tới trước hố trời ở trung tâm thất lạc chi trấn. Toàn bộ hố trời giống như đi thông tới sào huyệt của ác ma, bị ma pháp trận hoàn toàn bao phủ, mà lên mỗi tiết điểm của ma pháp trận đều có một lỗ nhỏ, vừa hay chính là nơi để vào hắc ám tinh thạch. Đối với thạch phong sớm đã gom đủ hắc ám tinh thạch mà nói, rất nhanh liền để hắc ám tinh thạch vào trong những lỗ nhỏ này, theo mỗi khi để vào thêm một viên hắc ám tinh thạch, toàn bộ hố trời cũng giống như bị co rút lại, không ngừng nhỏ đi, Đồng thời uy áp phát ra cũng mạnh hơn. Hơn nữa một cổ lĩnh vực không sao diễn tả được trực tiếp khuếch tán toàn bộ thất lạc chi trấn, ngay cả sử dụng kỹ năng ma pháp và quyển trục ma pháp cũng biến thành không thể. Khi để vào viên hắc ám tinh thạch thứ 10, trong hố trời cũng truyền ra từng đợt gầm rú, lập tức một con ác ma bậc 2 cấp 65 xuất hiện trước người Thạch Phong. Lúc này không thể sử dụng ma pháp và kỹ năng, chỉ dựa vào lực lượng bản thân để đánh bại ác ma bậc 2, nhưng thuộc tính ma pháp kỹ năng ác ma bậc 2 nắm giữ đều mạnh hơn nghề nghiệp bậc 2, cho dù bị tiến hành làm giảm điểm sinh mệnh, muốn đánh giáp lá đá cà cũng vô cùng có lợi. Chỉ đáng tiếc là gặp phải Thạch Phong, bị Hắc Ám chi thư ép cho căn bản không thở được, càng đừng nói thuộc tính cơ bản của Thạch Phong vốn vô cùng kinh người, không phải là nghề nghiệp bậc 2 có thể so sánh. Sau vài phút, ác ma bậc 2 đã bị Thạch Phong thoải mái tiêu diệt, thoải mái tiêu diệt. Mà đến khi viên Hắc Ám tinh thạch thứ 17 được bỏ vào Ác ma từ trong hố trời đi ra biến thành đại lĩnh chủ bậc ba, nhưng thuộc tính bị áp chế, đối mặt với thạch phong cùng cấp bậc, vẫn bị nghiền ép. Khi để vào viên hắc ám tinh thạch thứ 80, thạch phong thậm chí cảm thấy uy áp tinh thần này là ngay cả bản thân hắn cũng biến thành có chút mơ hồ, càng đừng nói là người chơi khác, chỉ sợ sớm đã nằm trên mặt đất không đứng lên được. Cho tới khi đặt xong viên ma thủy tinh cuối cùng, uy áp khủng bố đã lan ra toàn bộ thất lạc chi trấn, ngay cả thạch phong cũng biến thành không thể nhúc nhích sau đó toàn bộ ma pháp trận chậm rãi dâng lên, cuối cùng thì biến mất, mà hố trời ở trung tâm thất lạc chi trấn cũng hóa thành một điểm đen, biến mất vô ảnh vô tung. Giống như là hố trời đó chưa bao giờ tồn tại cả. Ngay khi uy áp tản đi, tinh thần của Thạch Phong khôi phục lại, bên tai cũng truyền đến âm thanh nhắc nhở hệ thống. Hệ thống, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cấp sử thi, sao huyệt của ác ma, phần thưởng là thành trấn lệnh của thất lạc chi trấn. Hệ thống, Chúc mừng người chơi đạt được thành trấn lệnh của thất lạc chi trấn, người chơi có lắp thành trấn lệnh, trở thành người nắm giữ thất lạc chi trấn ư. Thạch Phong nghe xong âm thanh nhắc nhở hệ thống này, cũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Nếu không hoàn thành, đến lúc đó sẽ bị ma vương bậc năm đuổi giết, trừ ở trong thành thị NPC, ở nơi khác là đi đâu thì chết đó. Sau đó Thạch Phong không nói hai lời ấn đồng ý trở thành người nắm giữ thất lạc chi trấn, sau này thất lạc chi trấn cũng thực sự trở thành thành trấn trong bản đồ trung lập đầu tiên của linh vực công hội có thể xây dựng công hội trú địa trong thất lạc chi trấn tùy tiện để thành viên công hội qua lại hai nơi không cần lãng phí quá nhiều thời gian để chạy tới chạy lui mà theo thạch phong trở thành người nắm giữ trấn nhỏ quái vật trong cả trấn nhỏ cũng đều tiêu tán có thể cho người chơi tùy tiện đi qua không cần coi chừng quái vật công kích công năng của toàn bộ trấn nhỏ cũng sẽ triệt để mở ra với hắn không đến 30 giây, toàn bộ trấn nhỏ cũng đột nhiên xuất hiện từng NPC, giống như đi tới một thế giới mới, hoàn toàn không phải thất lạc chi trấn tĩnh mịch trống không. Mà Thạch Phong cũng rất nhanh đi tới mục đích của lần này. Tháp vuông màu trắng Tháp vuông màu trắng là năng lực, đặc hữu duy nhất của thất lạc chi trấn, sau khi thất lạc chi trấn có người nắm giữ, mà pháp trận phòng ngự vốn bao phủ cũng theo đó được giải trừ, ngay cả công kích của cột sáng trong bán kính 100m cũng không công kích nữa, chỉ là trên thân tháp xuất hiện thần văn trắng bạc lúc trước không có, tỏa ra uy áp. Theo Thạch Phong trước cửa lớn của tháp vuông, trước mắt cũng đột nhiên hiện ra một màn hình hệ thống bán trong suốt, màn hình hệ thống này chính là giới thiệu về tháp vuông màu trắng. Siêu phàm chi tháp, tháp huấn luyện văn minh viễn cổ sáng tạo ra, tổng cộng có 3 tầng, tầng trên có cường độ huấn luyện cao hơn tầng dưới, thông qua 3 tầng huấn luyện của tháp huấn luyện, mới xem như trở thành siêu phàm giả đủ tư cách. Mở ra phong ấn huấn luyện của tầng thứ nhất cần 10.000 viên ma thủy tinh, duy trì một ngày cần 500 viên, ma thủy tinh, tối đa cho phép 100 người đồng thời huấn luyện. Mở ra phong ấn huấn luyện của tầng thứ hai cần 100.000 viên ma thủy tinh, duy trì một ngày cần 5.000 viên, ma thủy tinh, tối đa cho phép 50 người đồng thời huấn luyện. Mở ra phong ấn huấn luyện của tầng thứ ba cần 1 triệu viên ma thủy tinh, duy trì một ngày cần 20.000 viên, ma thủy tinh, tối đa cho phép 10 người đồng thời huấn luyện quả nhiên là có giá à. Thạch Phong nhìn giới thiệu của siêu phàm chi tháp không khỏi cười khổ. Tuy sớm biết, sau khi các thế lực siêu cấp có được thất lạc chi trấn, cũng phải trả giá một chút mới có thể sử dụng năng lực của thất lạc chi trấn, nhưng hắn không ngờ thất lạc chi trấn hắn có được lại ghê gớm như vậy. Tầng huấn luyện thứ nhất thì cũng thôi, mỗi ngày 500 viên ma thủy tinh thì không có bất kỳ vấn đề gì, tương đương với mỗi người một ngày bay 5 viên ma thủy tinh. Nhưng đến tầng thứ hai mở ra phong ấn lại đề thăng gấp 10 lần, càng đừng nói tiêu hao mỗi ngày cũng đề thăng gấp 10 lần, tiêu hao này cho dù là công hội nhất lưu cũng sẽ phát cùng, dẫu sao nhân số huấn luyện trực tiếp giảm phân nữa, tương đương với một người một ngày mất 100 viên ma thủy tinh. Đến tầng thứ ba thì cho dù là công hội siêu cấp nhìn thấy sắc mặt cũng xanh mét, chỉ là 100 vạn ma thủy tinh cần để mở ra cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể gom đủ, càng đừng nói sử dụng một ngày cần hai vạn viên ma thủy tinh, tiêu hao khủng bố này lại chỉ cho vì 10 người huấn luyện, cho dù là công hội siêu cấp hiện tại chỉ sợ cũng không dám chơi như vậy. Dẫu sao làm như vậy tương đương với một người một ngày tiêu tốn 2.000 viên ma thủy tinh, quả thực dùng từ khủng bố cũng không đủ để hình dung. Có điều Thạch Phong nghĩ nghĩ một chút, liền cảm thấy cũng đúng. Nếu thực sự chỉ bỏ ra mấy trăm viên ma thủy tinh đã có thể tùy tiện huấn luyện, như vậy nắm giữ tòa thất lạc chi trấn này thực sự thành vô địch rồi, dẫu sao hạch tâm của một công hội vẫn là chất lượng và số lượng người chơi cao thủ chỉ là có thể có nơi huấn luyện như vậy đã quý lắm rồi nếu chỉ cần trả giá một chút là có thể tạo ra rất nhiều cao thủ hàng đầu đến lúc đó công hội nào mà chống đỡ được phải biết rằng cho dù là công hội siêu cấp có truyền thừa hoàn chỉnh nhập vi cảnh nhưng muốn bắt đầu dùng để huấn luyện cũng có hạn chế nhân số nghiêm khắc còn phải chọn lựa kỹ càng ra những người có thiên phú rất cao bởi vì công hội phải trả giá rất cao nên không thể không làm xem ra trước mắt chỉ có thể mở tầng thứ nhất thôi. Thạch Phong xem xong giới thiệu, lập tức ấn mở ra phong ấn huấn luyện của tầng thứ nhất siêu phàm chi tháp. Tuy với tồn lượng ma thủy tinh của linh vực công hội trước mắt mà nói, không thể mở ra tầng thứ hai, nhưng huấn luyện của tầng thứ nhất đối với linh vực hiện tại mà nói đã rất đủ rồi, dẫu sao trừ hắn ra, trong cả dực công hội đúng là không ai bước vào được nhập môn của cảnh giới lý. Sợ rằng đợi chờ khi thật sự có không ít thành viên nhập môn cảnh giới lý xuất hiện, linh vực công hội cũng đã sớm có đủ ma thủy tinh để mở ra phong ấn của tầng thứ hai rồi. Mà sau khi thạch phong ấn xong, tức khắc trong ba lô của thạch phong ít đi một vạn viên ma thủy tinh, siêu phàm chi tháp cũng đột nhiên nổi lên biến hóa. Siêu phàm chi tháp vốn yên tĩnh bình thản giống như là thức tỉnh, thần văn trên thân tháp sáng lên, đột nhiên ma lực xung quanh bắt đầu điên cuồng hội tụ về phía siêu phàm chi tháp, sau đó thần văn sáng lên trên siêu phàm chi tháp càng lúc càng nhiều, phạm vi ảnh hưởng cũng càng lúc càng rộng từ xung quanh siêu phàm chi tháp lúc ban đầu, dần dần biến thành toàn bộ thất lạc chi trấn, sau đó thì lan ra mấy ngàn mét xung quanh thất lạc chi trấn, mà ma lực dẫn động là càng lúc càng rộng lớn. Nước lũ ma lực lợi hại quá. Chẳng lẽ đây mới là lực lượng chân chính của tòa thất lạc chi trấn này? Thạch Phong nhìn nước lũ rực rỡ hình thành trên trời, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lúc này hắn thân ở cạnh siêu phàm chi tháp đã có thể cảm thấy rõ ràng độ nồng đậm ma lực xung quanh đang điên cuồng đề thăng chỉ mới một lúc độ nồng đậm ma lực đã có thể so với thạch lâm tiểu trấn có một tòa ma lực chi tháp mà độ nồng đậm ma lực này vẫn đang dẫn động nước lũ ma lực không ngừng đề thăng một phút ba phút năm phút sau khi kéo dài khoảng hơn mười phút cổ nước lũ ma lực này mới bắt đầu dần dần tiêu tán mà thần văn trên siêu phàm chi tháp cũng sáng lên toàn bộ tạo cho người ta một loại cảm giác thần thánh không sao diễn tả được so sánh với những cái này toàn bộ thất lạc chi trấn giống như là phục sinh vậy khắp nơi tràn ngập sinh cơ trên mặt đất vốn khô cằn cũng mọc ra hoa cỏ cây cối độ nồng đậm ma lực trong không khí là cao hơn thạch lâm tiểu trấn hiện tại một bậc rất khó tưởng tượng ngay trước đó không lâu toàn bộ thất lạc chi trấn vẫn chỉ là một trấn nhỏ tĩnh mịch hoang vắng mà biến hóa như vậy vẫn chỉ là mở ra phong ấn của tầng thứ nhất thạch phong cũng có chút không dám tưởng tượng nếu cởi bỏ toàn bộ phong ấn của ba tầng siêu phàm chi tháp sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Sau khi ổn định lại cảm xúc đang kích động một chút, Thạch Phong lập tức đi vào trong siêu phàm chi tháp. Sau khi tiến vào siêu phàm chi tháp, hoàn cảnh trong tháp cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ, lần trước đến vẫn là cảm giác đổ nát cổ xưa, nhưng hiện tại lại kim bích huy hoàng, trong đại sảnh rộng lớn giống như sân vận động người, xung quanh trưng bày từng kiện vũ khí ma lực lấp lánh kim quang, khiến người ta thấy mà hoa cả mắt. Nội tình của Văn Minh Viễn cổ đúng là lợi hại thạch phong điều ra cuộc hệ thống của tầng thứ nhất siêu phàm chi tháp trong lòng vui mừng không xiết lần trước khi đến đây hắn chỉ có thể ở trong hoàn cảnh u ám tiến hành nắm nghía một chút mà thôi nhưng số lượng vũ khí ma lực nhìn được đã vượt quá vạn kiện mà lần này hắn đã là người nắm giữ của thất lạc chi trấn chúa tể của toàn bộ thất lạc chi trấn có thể tùy tiện kiểm tra bất kỳ tin tức vào trong thất lạc chi trấn lúc này vừa kiểm tra một chút mới phát hiện hắn vẫn xem thường nội tình và sự cường đại của văn minh viễn cổ Vũ khí ma lực ở trong thần vực là vô cùng ít ỏi, nhưng số lượng vũ khí ma lực đặt ở đại sảnh tầng 1 đã có tới 24.671 kiện, đã có thể vũ trang cho quân đoàn vạn người, có điều vũ khí ma lực bậc 1 lại chiếm tuyệt đại đa số. Vũ khí ma lực bậc 2 tổng cộng có 1.823 kiện. Vũ khí ma lực bậc 3 tổng cộng 12 kiện. Mà trong đại sảnh còn đặt hai kiện vũ khí ma lực bậc 4, cũng không biết nên nói gì. Lúc trước Thạch Phong còn cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ xào huyệt của ác ma căn bản chính là làm khó, nếu không phải Viễn Cổ Chi Thành mở ra hắn vẫn không có cách nào trong thời gian quy định gom đủ 100 viên hắc ám tinh thạch. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ như vậy, thu hoạch cũng vượt quá tưởng tượng. Vũ khí ma lực bậc 4 đó. Tuy chỉ có thể cho người chơi bậc 3 trang bị, nhưng chỉ cần trang bị rồi, chiến lực đề thăng là còn lợi hại hơn tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết mà vũ khí ma lực bậc 4 như vậy có tới hai kiện, nếu lúc ở bậc 3 cho cao thủ công hội trang bị, lập tức sẽ khiến cho công hội có thêm hai cao thủ đỉnh phong, có lẽ cao tầng công hội bình thường không biết có thêm hai cao thủ đỉnh phong thì có ý nghĩa gì, nhưng Thạch Phong lại biết rất rõ. Cái này đại biểu cho linh vực công hội có thể đi chiếm lĩnh nhiều thành trấn hơn, có được nhiều tài nguyên hơn, không cần lo lắng không có cao thủ tọa trấn. Không thể thủ à? nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha